Hello tất cả các đại ca. Mời tất cả các đại ca lên sàn nhảy cùng các em mọi người mẫu anh Vương đang tuyển ngày hôm nay. Các cụ ông, cụ bà, dù là tuổi còn trẻ hay là còn thanh niên, ngày hôm nay thì anh Vương đang lên với bác một cái combo 4 đời 4 series 4. Đó là dòng súp 418S phát 50 từ lưới 2 coi 100. Đây là một combo cực kỳ đẹp. Tầm rất là cao và ngày hôm nay mua được hàng rất là đẹp các bác nhá. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.